Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ làm quen một bài tập nho nhỏ. Thì bài tập này đó chính là hiệu chỉnh màu một cách lãng mạn ha, giống như phim Hàn Quốc. Thì bài tập của chúng ta mang tên là Tình yêu màu nắng. Bài tập của chúng ta rất đơn giản các bạn ha. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái hình như thế này ha. Thì chúng ta sẽ biến cho cái khung cảnh này nó thêm lãng mạn, pha một chút nắng vô ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chỉnh cái hình này nó sắc nét hơn xíu ha. Hình này trên mạng lấy xuống nó cũng không có được rõ lắm ha. Đó, Ctrl M ha. Để hiệu chỉnh thêm ha. Rồi, để cho chúng ta có hiệu ứng nắng ha, thì chúng ta sẽ tạo một cái lớp mới. Chúng ta sẽ dùng cọ bình thường thôi ha. Cho cọ chúng ta lớn lên xíu. Đó. Thì chúng ta sẽ chọn màu ha, ví dụ như màu nắng. Đó. Chúng ta sẽ tô màu như tô màu bình thường vậy đó. Thì chúng ta sẽ cho một chút xanh lá cây vô ha. Đó. Rồi, cuối cùng chúng ta cho chút màu hồng vô xíu ha. Đó. Thì chúng ta sẽ ứng dụng những bài tập cũ. Thì xin nói các bạn biết là cái bài tập này chúng ta rất là đơn giản nho nhỏ thôi ha. Thì chúng ta sẽ ứng dụng vô đó những cái mode màu ha. Chúng ta sẽ chọn mode. Đó. Rất là đơn giản ha. Chúng ta sẽ chọn mode lighting hoặc những cái mode khác thì rồi các bạn lựa chọn ha. Chúng ta sẽ ứng dụng những cái mode này ha, những bài tập cũ rồi đó. Thấy cái nào mà cho hiệu ứng nắng đẹp thì chúng ta sử dụng ha. Rồi, sau khi chúng ta chọn, chúng ta sẽ giảm opacity xuống chút xíu ha. Đó, chúng ta vừa hoàn thành xong một cái bước tạo nắng rất là đẹp ha. Đó, ha. Chúng ta có thể copy cái lớp này ha, bỏ qua những cái lớp khác để chúng ta làm tiếp. Chúng ta vẫn tiếp tục chọn mod ha. Đó. Bạn có thể dùng gom nè ha, cục tẩy của chúng ta, hoặc là dùng mask ha. Chúng ta nhớ là giảm opacity xuống để chúng ta xóa những cái đối tượng ha, cái đối tượng hiện rõ hơn ha. Đó, giảm opacity xuống. Sau đó chúng ta sẽ gộp hai cái lớp này lại nè. Nó sẽ vào Email Adjustment Bright Contrast ha. Nên thì gia giảm tăng contrast lên thì chúng ta sẽ có được một bức hình rất là đẹp ha. Đó. Rồi chúng ta sẽ lấy tựa đề ha, ví dụ như mình thêm một cái bức ảnh ở đây ha. Thêm một cái ví dụ nho nhỏ nữa ha. Ví dụ như hình này đi. Đó, ta sẽ cần chân tê ha. Cũng y như những bước nãy giờ mình làm thôi, đó ha. Cũng chọn mod, thì mình chọn mod lighting đi ha. Rồi giảm xuống xíu. Đó, chúng ta cũng sẽ giảm opacity xuống ha. Chúng ta sẽ dùng gom nè, hoặc là mặt nạ vậy đó, tùy các bạn. Chúng ta sẽ loại những đối tượng của mình ra ha. Đó.
Đó, sau khi đó chúng ta gộp lại và chúng ta spray contrast nó lên xíu ha. Nó tùy các bạn chỉnh ha. Thì chúng ta vừa hoàn thành xong một cái bài tập nhỏ nhỏ gọi là bài tập tình yêu màu nắng ha. Thì chúng ta sẽ gõ chữ vô thêm cho nó sống động chút xíu ha. Chọn số phông chữ nào nó uyển chuyển chút xíu ha, điệu đà chút xíu chúng ta sẽ bỏ nó vào ha. Đó, ví dụ như bài tập như thế này ha. Rồi sau đó chúng ta sẽ chọn blend option ha, chọn blend option hoặc là chúng ta sẽ chọn fx ở đây ha, để chọn hiệu ứng dù mình muốn nó phát sáng bên ngoài xíu ha, ví dụ như outer glow nè. Đó, nó sẽ tăng size lên ha, các bạn thấy không, nó sẽ phát sáng. Nhưng mà ở đây chúng ta muốn ánh sáng màu hồng thì chúng ta sẽ chọn ở đây. Đó, chúng ta sẽ có ánh sáng màu hồng ha. Rồi bây giờ mình sẽ làm lại nữa ha. Ví dụ như chữ tình đi, quan sát chữ tình ha, auto glow, ánh sáng này đang màu là vàng nhạt ha, thì chúng ta có thể chọn màu khác, ví dụ như màu sao vàng tươi ha. Đó, tăng giảm opacity ở đây ha. Outer ha, đó. Rồi chúng ta tiếp tục ha, tăng size nè. Đó. Chúng ta vừa hoàn thành xong một cái bài tập ha. Ứng dụng tạo ánh sáng lãng mạn giống như cái hình mẫu của chúng ta ở đây ha. Đó. Rồi, chúc các bạn sẽ làm bài tập này một cách thành công ha. Rồi, hẹn gặp lại cho các bạn trong cái bài tập tiếp theo. Chúng ta sẽ nhân dịp mùa Noel thì chúng ta sẽ thiết kế một cái thiệp Noel nho nhỏ và cái cách trang trí bàn làm việc của chúng ta thế nào. Mời các bạn đón xem tập sau ha. Rồi, chúc các bạn làm thành công bài tập tình yêu màu nắng này ha.